Theo báo cáo được công bố mới đây của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, biến đổi khí hậu đang tác động đến chất lượng không khí cũng như sức khỏe của con người. WMO cũng nhấn mạnh con người không nên coi biến đổi khí hậu và chất lượng không khí là hai vấn đề riêng rẽ mà cần giải quyết đồng thời để có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của cả hai. WMO cho biết các đợt nắng nóng khiến chất lượng không khí đi xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, nông nghiệp và cuộc sống hàng ngày. Cũng theo cơ quan này, chất lượng không khí và khí hậu có liên quan với nhau. Những tác động xấu đến biến đổi khí hậu và chất lượng không khí thường sinh ra từ cùng nguồn, và những thay đổi ở yếu tố này chắc chắn sẽ gây ra những thay đổi ở yếu tố còn lại. Chúng tôi đã cung cấp thêm các bằng chứng cho thấy các giai đoạn biến đổi khí hậu đi đôi với các giai đoạn ô nhiễm không khí gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Do đó, báo cáo này một lần nữa khẳng định chất lượng không khí và biến đổi khí hậu phải được nghiên cứu đồng thời, chứ không nên tách biệt. Mặc dù báo cáo dựa trên dữ liệu năm ngoái, WMO cảnh báo thời tiết nóng nóng năm 2023 thậm chí diễn biến cực đoan hơn.